Tôi công tác ở công ty đã được 22 năm liên tục và tôi thấy trong công ty thì tất cả các đồng nghiệp luôn vui vẻ và hòa đồng, giúp đỡ tôi hoàn thành tốt công việc của tôi được giao. Làm việc ở GM, tôi được làm ở trong một môi trường rất là thân thiện và sự cân bằng về cuộc sống, về gia đình, về công việc. Ở đây mọi người sống với nhau rất là chan hòa. Mặc dù thực ra tôi chỉ là một người outsort thôi, nhưng mà tôi chưa bao giờ có bị mọi người coi là một người outsort cả. Mọi người sống chan hòa, luôn luôn giúp đỡ nhau. Và tôi cũng không biết từ ngày nào tôi đã hòa mình hẳn vào cuộc sống của người GM, và tôi cũng không còn nhận ra mình là người outsort nữa. Tôi gắn bó với GM bởi vì con người ở GM rất yêu thương nhau, gắn kết và chân thành. Mọi anh em trong công ty đều gắn kết như một gia đình, không có cái gì là cái để mà phải suy nghĩ cả. GM là một môi trường làm việc rất là dễ thương, các anh chị trong phòng ban rất là đáng yêu, chia sẻ công việc với nhau rất là nhiều. Đặc biệt là ăn chơi thì cũng rất là hết mình. Mỗi buổi tôi đi làm đến GM cũng là một nguồn vui với tôi, bởi vì môi trường làm việc của tôi là môi trường làm việc lý tưởng. Sau 10 năm làm ở GM, điều tôi ấn tượng là anh em khi vào anh em rất hòa đồng và GM như một ngôi nhà. Và anh em đã gắn bó với tôi và chỉ bảo tôi rất nhiều. Mình cảm thấy làm việc với cả anh em thoải mái, mọi người sống hiểu nhau như là một người một nhà. Từ sếp cho tới nhân viên, anh em đều gắn bó, đều đoàn kết với nhau, cùng như là một cái team, cùng hướng về một cái mục tiêu để đạt được cái kết quả mà tốt nhất. Công đoàn ấy thì cũng rất là quan tâm đến quyền lợi của người lao động ở đây. Đặc biệt là trong cái việc ốm đau thăm hỏi thì là công đoàn là người rất là tích cực. GM là một nơi làm việc lý tưởng, nơi mà tiếng nói của người lao động luôn luôn được xem xét. GM là một cái môi trường làm việc rất thân thiện và chuyên nghiệp. Do vậy tôi rất hạnh phúc và muốn được làm việc với GM này. Kỷ niệm ấn tượng nhất thì có lẽ là vào một ngày hội gia đình. Hôm đấy nhà tôi có tham gia và cả nhà tham gia và anh xã tôi có tham gia và ăn 10 quả ớt. Thực sự là cái kỷ niệm đấy có lẽ cả công ty này rất nhiều người nhớ. Một buổi mình phải làm đến 12 giờ đêm thì mình cảm thấy là rất là sợ. Thế nhưng mà 12 giờ đêm mình ở tại GM mình vẫn thấy là mọi thứ nó gần gũi như nhà mình. Nên là không có cảm giác sợ sệt gì cả. Cái khoảng thời gian mà rất là khó khăn trong năm đầu năm 2017 là bên bộ phận sales marketing phải deliver được 3.000 xe Colorado. Và các bạn biết rằng là vào những năm trước đó để bán được doanh số tính trên trăm thôi thì đã rất là khó rồi, đặc biệt là đối với dòng xe Colorado. Tuy nhiên nhóm của phòng sales marketing đều có những cái kế hoạch rất là mạnh mẽ và quyết liệt, và cuối cùng cả phòng đã đạt được cái goal đã đặt ra. Và tôi luôn tự hào mình là một thành viên trong công ty, và cả gia đình tôi cũng vậy.